coi như là thi đấu với nhau. Cái nhóm nào chiến thắng thì thầy sẽ thưởng riêng cho, hả? Nè Sang. Dạ. Mấy giờ rồi? Sao đi trễ vậy? Dạ, tại hôm qua em lo code mấy cái web, với lại có vài hãng thời trang mới ra mẫu mới, em bị mê quá cho nên em sáng em ngủ quên. Tập trung việc học hay chưa? Dạ dạ thầy. Ủa Sang, sao không phải giấu? Giấu gì, làm bài thiệt mà. Dạ thưa thầy, hồi nãy á, em thấy bạn Sang bên phòng đoàn mới nhận học bổng á thầy. Ôi, dữ nhờ. Học bổng à? Vừa học giỏi, lại còn khiêm tốn nữa. Dạ đúng rồi á thầy, bạn Sang là nhất. Chứ đâu có nhiều tụi em đâu. Cố gắng cách mấy á, chắc cũng không bao giờ nhận được học bổng giống như bạn đâu. Em đừng có bi quan như vậy. Tất cả chúng ta, nếu mà ai mà chịu cố gắng trong việc học thì thầy nghĩ là sẽ có ngày nhận được học bổng thôi nè. Dạ không có được đâu thầy ơi. Này là học bổng dành cho học sinh nghèo á. Mà tụi em, giờ tụi em đâu có biết làm cách nào mà để nghèo đi để lãnh học bổng đâu thầy. Tại vì á, nhà của tụi em bị xịn quá đó thầy ơi. Thầy ơi, bây giờ mà thầy muốn tụi em học giỏi tụi em sẽ cố gắng đạt được. Chứ mà để mà nghèo khó lắm thầy. Đúng không mọi người, rất là khó. Đúng không, bạn Thái có nào hướng dẫn? Nè nè nè. Còn thầy trong lớp nha. Các em làm gì vậy? Tại sao lại chọc bạn như vậy? Còn thầy ở trong lớp, các em đừng có như vậy. Thầy Phương ơi, phòng đào tạo gọi thầy xuống có việc. Tôi xuống liền. Thầy, thầy, đi đâu rồi thầy? Phòng đào tạo kêu thầy. Đừng đi được thầy. Thầy phải đi. Thầy ơi, thầy. Tô, mốt nhận học bổng bạn cứ nhận đại. Có đâu giấu. Biết sao không? Tại toàn trường này không ai mà đủ nghèo để nhận học bổng giống bạn hết. Hiểu không? Không ai xứng đáng hết. Ủa sao hả? Ủa tôi nói có sai gì không? Sự thật các bạn. Làm gì hả? Làm đó gì hả? Châu Úc hả? Châu Úc bị bộ không? Ôi! Áo heo vị. Ồ, công nhận chợ Bà Chiểu hôm nay ra mẫu mới đẹp ha. Trời ơi. Mua bên Hạnh Đông Tây. Ở bên bên đó. Bên LV gửi cho tôi để tôi mà trải nghiệm. Đây là tiếp thị. Rồi, sang quá quá. Nè, nhìn nè. Nhìn nè. Mấy cái cườm nè, thấy không? Nguyễn Trãi đàng hoàng luôn á chứ trợ gì. Trải. Nè, ồ nó không tin à. Louis Vuitton. Ông này thích kết hợp với chợ Bà Chiểu Hạnh Đông Tây, ba đôi thông. Sang. Chắc sáng giờ Sang chưa ăn gì đâu đúng không? Lo nhớ Tuyết quá ăn gì nổi. Vậy Sang chung với Tuyết nha. Vô rồi. Ê sẵn. Sẵn hỏi nó. Chơi chữ. Sao? Hỏi Tuyết có muốn ăn Sang không? Ăn Sang trong nhà hàng hay muốn ăn Sang trong khách sạn? Trời ơi, Tuyết. Cái bánh Honda này nè là hắn Honokada. Không phải Honda. Trời, Honda là bánh xe ông nội ơi. Cái bánh Honokada này nè là Sang ăn từ hồi nhỏ rồi. Hồi nhỏ thích ăn lắm, bây giờ cũng vẫn thích. Bánh này mới về Việt Nam năm nay à? Năm ngoái còn nhỏ, năm nay lớn rồi. Đúng rồi. Ê, đúng rồi. Mắc gì mày đưa đồ ăn cho nó ăn vậy? Chứ tao ăn có hết đâu. Bỏ thì uổng, có người giúp rác giùm. Tao nè. Tuyết nè. Chị. Kệ mẹ nó đi. Tuyết nè. Sang lỡ ăn cái bánh của Tuyết rồi thì Tuyết có thể ăn Sang. Sang ăn xong Sang vứt rác giùm Tuyết nha. Tuyết muốn là sáng ăn tôi hay là muốn tối ăn Sang? Chứ nữa. Mấy cái chuyện dục này để Sang. Em chỉ biết lên đồ nè. Chuẩn bị hai bộ bikini đi. Tối nay ta sẽ làm vui bạc tiên. Trời ơi nhức nách. Happy birthday. Thật ra Sang có thể mua một cái món quà gì đó nó giá trị. Nhưng mà Sang muốn tự tay làm cho Tuyết một cái món quà nó ý nghĩa về tinh thần nhiều hơn. Tự làm hả? Tự làm đó. Ồ, đẹp chưa trái tim. Đẹp á, để tôi gỡ cái giá xuống. Gỡ cái gì vậy? Đây, cái giá. Nè, cho Tuyết tinh hơn á, hiểu không?
dính hơi chặt á. Sao mày không tháo? Sao mày không tháo? Tao không thấy. À, cái 30 ngàn đó là cái hộp thôi. Cái này là handmade. Chúc mừng sinh nhật. Cảm ơn Sang nhiều nha. Thổi đi, thổi đi. Cho cái này thổi đi cho gấp thôi. À, tối nay Tuyết rảnh không? Nếu mà Tuyết rảnh thì Tuyết đi với Sang. Còn nếu như mà Tuyết không rảnh thì Sang đi với Tuyết. Nhắm địch chứ mày. Nhưng mà năm nay chắc Tuyết ăn sinh nhật với gia đình. Vậy thôi để năm sau cũng được nha. Sang chờ được. Ê, tối nay có mấy anh nào ngon ngon không? Để tao biết bằng bikini hở hở xíu. Ủa? Giờ mới biết hai người là hai chị em chung nhà. Mà sao người ốm nhôm nhất mà người tướng nuột vậy, bếp vậy? Dòng hai bếp vậy? Tuyết ơi, nếu như mà Tuyết không ngại thì cho tấm thân nhỏ bé này được gia nhập vào đại gia đình của mình được không? Sang thông cảm nha. Tại vì Tuyết cũng tổ chức vui mật ti á, cho nên là chỉ có những người biết bơi mình mới tham gia. Trời ơi, bơi là một cây luôn đó. Bơi sải nè, bơi ếch nè, bơi chó nè. Thậm chí hả, Tuyết thích hả, Sang bơi xì lết với Tuyết. Ê, vậy cho tôi đi với. Hả, tôi với bà nơ giống như hai cái phao cứu sinh vậy á. Dịnh vô cái là nổi liền. Ê, chìm coi, chìm coi. Thôi đi. Sao học giỏi mà chậm hiểu quá vậy hả? Ý của Tuyết á là không có muốn mấy người đi, tại vì sợ đi tới á rồi lấy cái phèn cho người ta. Hồ bơi hả? Mấy cái giờ nó loang ra. Bị đen đen á, ghê quá à. Cảm ha. Hai ông bị sao đấy? Mắc gì để tụi nó chửi như thế? Nghèo thì nghèo chứ mình cũng có tự trọng của mình chứ. Đúng rồi, ông nói đúng mà. Đúng rồi, phải tự trọng. Ý tôi không phải như thế. Giờ chỉ có nước là dẹp hết đi. Bỏ cái buôn mặt ti ra khỏi đầu mới tập trung việc học được. Đúng. Đúng không? Chính xác. Cùng lắm thì mình tắm nắng. Ba cái đồ phù du. Câu chuyện nghệ thuật nè. Làm cái gì vậy? Hả? Tự nhiên cái bơi. Cái này là gì? Hả? Này là gì? Của nó trôi ra. Tao nói mày bỏ hết mấy cái này đi mày ơi. Bỏ ra khỏi trong đầu đi. Vấn đề là tao đang tưởng tượng, mày hiểu không? Đang tưởng tượng là nếu của tao mày tụi nó vui lắm mà tiếc cho tụi nó. Tao cũng thích vô mấy chỗ đó lắm. Cho nên là mấy cái này nè, như mấy cái này nè. Bỏ đi. Mà bỏ ngay từ đầu có ý định hay gì cũng mua vậy? Nói chung là tao không thích đi vô mấy chỗ đó đâu. Mua cũng mua để dành để đi bơi hồ bơi công cộng được. Chung cảm thấy là tội nghiệp tụi nó khi mà không có mình ở đó. Đúng. Trời ơi. Gọi gì nữa? Hả? Gọi gì nữa? Nước hồi nãy nó vô hai cái ống tay nè, hai ống nhảy bị ù. Thì vẫn còn trong đầu, còn muốn đi, vẫn còn muốn đi. Không có. Trong đó nó không có cái gì để mình phải thèm hết á. Mày hiểu không? Thì có cái gì đâu, chỉ có hồ bơi rộng, nhạc hay, đồ ăn ngon, gái đẹp, Tuyết, mẹ, có gì đâu mà thèm. Đâu? Không thèm mà sao chảy nước miếng. Mà thôi, tao nói mày, thôi bây giờ tập trung đi, tập trung mình học đi, bỏ qua cái chuyện đó đi, nha. Nên như vậy, đưa tao điện thoại, tao đặt thêm sách về, tao đọc, nhồi nhét chữ nó đọc. Giờ làm phước không? Làm phước. Phước sao? Thì tại vì tụi nó bị buồn á. Tao không muốn là trong một cái buổi vui chơi đó mà tụi nó bị thiếu niềm vui. Không, tao nghĩ là nên cho tụi nó tập sống mà thiếu mình đi. Cố gắng nha.
để coi phản bày. Bikini nè. Ý, heo, hai con heo. Heo cái gì? Có một con heo thôi. Con heo dài với con heo nè, heo nơ nè. Con heo nơ cái gì? Con bé nơ có cái phần mỡ núng na núng nần của con heo. Nơ gọi là nơ phá lấu. Trời ơi, đúng đã, đã lắm trời. Cái này mà chấm mút là hết bài, hết bài. Nơ của mày á, tuy là mập thiệt nhưng mà còn đăng hình lên mạng. Còn em tiếc của tao không bao giờ thấy được cái hình ảnh mặc bikini. Trời. Tưởng tượng tối nay nha. Trời ơi, cái chân dài thon. Ơ, trắng bốc. Nhưng mà chỉ có ở cái pool party mới thấy được thôi. Chứ đó, xong cái pool party là nó không đăng hình lên Facebook. Đúng rồi. Còn nó kín lắm, nó sống kín lắm. Ồ. Đăng hình lên là toàn mặc áo mưa, áo giáp không à. Đăng hình Facebook. Thôi có bé nào tao sống thoáng nè. Thôi ghê quá. Quá trời ơi. Má, tiếc thiệt luôn á mày. Tiếc thiệt luôn á. Muốn có hai cây rúng luôn á không à. Con heo. Đã chứ bộ. Đã. Ngộn. Tao thích cái sự ngộn của nó. Ước gì được thấy bé tiếc mặc đồ bikini. Vừa gì đâu vừa đẹp. Vừa giàu. Ai mà bá vô được nữa. Chuột sao nếp luôn. Đúng rồi, bé nơ tao cũng vậy. Trời ơi, tao mà được thò tay bóp vô cái vòng hai của nó. Trời ơi, xuất sắc luôn. Má. Bóp mà dữ dắt hơi. Cuốn chả giò thì hiểu không? Vậy thì chắc làm phứa. Làm phứa ơi. Bằng cách nào mày ơi, nó đâu có mời mình đâu. Giờ mình đưa cái mặt nó vô đuổi về còn quê nữa. Hồi nãy chứ lớp quê chưa đủ. Kiểu nói mình đi lộn thế vô không được không ta? Khó. Vô nhà nó không được thì vô nhà hàng xóm nó được không ta? Khu đó khu nhà giàu á. Bảo vệ nó cầm đầu. Lén lén bắn cái ống nhòm qua. Xoay cái ống nhòm zoom cận lên. Trời má nhìn cục mỡ này nó zoom cận quá. Không có được mày ơi. Mày rành công nghệ không tin mày biết cách hack camera không? Biết thì biết nhưng mà đâu phải dễ đâu. Muốn hack camera phải có địa chỉ IP. Mà muốn có địa chỉ IP là phải vô được wifi. Mà muốn vô được wifi phải biết được bát wifi. Đâu ra mà vô. Nói chứ khó lắm. Tiệc lớn dữ à. Trời ơi nhà giàu mà mày. Vô luôn không? Tắp vô không chị? Vô chửi hay gì? Con này bà nói là gì nè? Không, hàng xóm. Nhanh, trời ơi, còn coi bé nơ mặt ba mảnh nữa. Từ chứ. Tìm wifi ơi. Rồi, một đống thì biết cái wifi nào wifi nhà Tiết. Mình nên dò không? Dò tới sáng mai đi, vậy? Đi vô. Ê, bị điên hả? À? Đi vô cho nó chửi quê sao? Má cái dòng mày, vô hỏi, anh tới đây ăn tiệc hả? Không, anh đến đây làm gì? Xin wifi. Kỳ. À, chỉ có... Để tôi gọi lại. Tiết yêu thương nha. Alo, Tiết hả? Tôi nè. Ồ, tại vì đang coi mấy cái mẫu áo mới heo vị trên mạng á. Mà 4G. Vô tình đang ở gần nhà Tiết luôn. Cho nên là Tiết có wifi với cái bát wifi không? Cho Sang đi, để Sang vô nạp 4G mà. Vậy đưa số tài khoản đây, tôi chuyển khoản cho. À. Ôi trời, tưởng gì tiền wifi, tiền nạp cũng có mà. À, thôi, cảm ơn nha. Không may. Làm vậy cũng có khác gì mình nói mình không có đủ tiền đóng tiền mạng đâu. Mày biết là gấp quá cho nên là... Thôi để tao lựa lời, tao nói, tao kiếm cái gì, tao hay nghĩ mấy cái chí đó. Nhưng mà đừng nói đi với tao nha. Tao lao. Mắc công. Lộ sao? Tiết hả, tôi vào nè. Tôi đi mình, không có đi với Sang nha. Chị khoan chị. Chị, mày lại mày. Tiết biết sao không? Tại trong đầu tôi nghĩ ra một cái ý nghĩ à. Cũng hay. Bất chợt trong đầu suy nghĩ thôi. Ví dụ sau này mà Tiết có con thì Tiết sẽ đặt tên wifi của mình nhà là như thế nào, bác nó như làm sao. Để cho... xin lỗi nha. Rồi, cho vui. Ê mà, ủa, tao nghe cái gì con Tuyết nó có con hả?
Con đâu? Con hỏi nó thôi hả? Không, tao nghe là con để mẹ mày. Là con để mẹ làm gì cho con nó. Đó, không đâu. Kiểu nói khen mà kiểu câu rút gọn giống như tiếng Anh cũng nói rút gọn vậy á. Con để mẹ là con đáo để mẹ mày như thế nào đó. Nó chưa nói hết là tao cúp máy rồi. Mà không được luôn hả? Không xin được luôn. Không được, đã câu để mẹ mày rồi còn xin được gì nữa. Giờ sao? Dò hết luôn đi ha. Chịu khó đi. 3 4 5 6 7 8 9 10 12 cái. Dò hết luôn chứ sao giờ? Để dò phụ cho. Chỉ thôi. Mày 4 cái đầu trước. Rồi nè, vô đây xong rồi nè, vô đây. Trễ giờ rồi, nhanh lên. Từ từ mày. Nó sập sình rồi, bển rồi kìa. Được rồi. Ngon. Dò. Từ từ chứ. Chạy xe máy, xe số mà cua được gợi vào. Chù xa hổ nếp. Hợp quá. Trời. Nhìn bần dễ sợ luôn mà. Người làm chắc người làm ơi. Không phải người làm đâu mày ơi. Không phải người làm đâu, đưa nguyên cái vali cho hai đứa con kìa. Má trời. Thường á, mấy người mà kiểu mà giàu nứt dách đổ tường luôn á, người ta không có thích mặc đồ chân diện sang chảnh đâu. Người ta thích vậy á. Ừ, thoải mái là được. Kiểu người ta giàu chán rồi, người ta mới tới cái level đó. Ừ, vậy thì chứ. Giàu chán rồi. Chủ tịch đồ giả nghèo rồi. Mày phải nhà Tiết không? Không phải à. Đi qua nha. Ê, khoan hả? Thủy mà, phải không? Thủy không? Ôi, giống Thủy vậy. Nhưng mà không phải nó đâu mày ơi. Nhỏ nó bần nghèo chết mẹ. Phải mà nó cầm nước nó mời bà kia thì ngồi đúng. Nó đúng. Nhưng mà giống thấy... quá. Mà giống thiệt không, lẽ trên đời này về đất thì có người giống người vậy ta. Nhưng mà hai cái hoàn cảnh nó khác nhau hoàn toàn đúng không? Thủy nghèo, đây là kiểu cũng phải tiểu thư con nhà giàu. Người giống người mà kiểu người giàu giống người nghèo nó chênh là quá. Hai số phận. Mà giống thiệt phải không, nhận giống thiệt. Không má, tao phải gọi tao thử nó mới được. Không phải đâu mà. Thử coi sao, thử mới biết được. Mất thời gian quá. Nó bắt máy cơ. Má mày thấy không? Bởi vậy. Ủa Thủy đâu rồi? Ủa tôi đang ở đây chứ ở đâu? À Thủy ơi, hồi sáng á, đi học tôi có bỏ cái hộp sữa vô cái ba lô của Thủy á. À, Thủy nhận được chưa? Bị điên hả? Sáng giờ không làm gì gặp tôi đâu mà kêu bỏ cái hộp sữa. Có mà, thử vô kiểm tra lại cái kia. Không có hộp sữa chồng hả? Để coi lại coi. Nóng rồi. Đâu ra? À, thì làm gì có cái hộp sữa nào. Trời, tôi dụ vậy mà Thủy cũng tin nữa. Công nhận. Nó coi chừng tôi chưa? À, tôi cũng đang coi chừng à. À, không có gì đâu. Rồi. Bye. Mặc đồ vô nhìn khác hẳn luôn. Ra liền á. Nó rồi. Vậy là nó rồi đúng không? Người làm thì cũng đã có người làm rồi. Ồ, chụp chung gia đình nữa. Chưa hiểu lắm nha. Ê, nhìn bần vậy mà sao giàu dữ vậy ta? Mày không thấy cái nhà trước đó hả? Trời, mặc đồ đúng bần luôn. Cái điều này là phải giàu nứt dách đổ tường. Giả nghèo. Đúng rồi, chủ tịch giả nghèo. Bằng chi? Chi ta? Hay là giả nghèo để sau này có nghèo thiệt thì đỡ bỡ ngỡ. Chi ta? Hay là giả nghèo để được chơi chung với mấy đứa nghèo. Chi ta? Không có hay lạ nữa, chính xác rồi. Gì? Nó giả nghèo để nó tiếp cận được mày. Tại nó thích mày. Mày mới là người sau này đỡ bỡ ngỡ. Mấy người giàu thông minh thiệt chứ. Không, chính xác là mấy người thông minh nó mới giàu. Vậy là tao mày ngu lắm luôn á. Nghèo quá trời nghèo.
chưa vào thôi. Tao mày thông minh chưa vào. Nhưng mà sắp vào. Cái trí nó nằm ở đây nè. Mày biết làm gì rồi chứ gì? Tiếp cận con Thủy. Hỏi bắt wifi nhà con Tuyết. Bắt wifi nhà con Tuyết mày muốn như vậy bởi vì mày nghèo hoài á. Đổi mục tiêu. Từ trước đến giờ con mua cho con nhiều đồ quá. Con làm con ngại quá. Không có gì ngại hết á. Mấy năm nay á là con giúp cô dạy dỗ Huy. Mấy cái này đâu có là gì đâu con. Mà cô phải cảm ơn con á. Thằng Huy nó may mắn. Nó có được cô gia sư giỏi vậy nè. Ừ, thôi. Nhóm 3 của chúng ta gồm Thủy, Kiều, Phúc, Giao. Nhóm 4 là Sang, Tuyết, Trang, Hùng. Rồi chốt như vậy nha. Thầy ơi, em không muốn chung nhóm với Tuyết. Tại sao? Thầy cũng biết là em không có tình cảm với Tuyết mà. Chính xác. Ủa em ơi, cái này là chia nhóm để làm bài mà. Yêu đương gì đây? Xin lỗi thầy, em hơi rối nhưng mà em và Tuyết có cố gắng cỡ nào thì cũng không đến được với nhau. Nhưng mà không được, cái này là chia nhóm học tập chứ không phải cái chuyện cá nhân mà được không được. Thôi được rồi, ra quyết định đi. Nếu thầy đã cố chấp như vậy thì Tuyết tự bơi nha. Tôi làm một mình với Thủy. Chính xác. Thôi thầy ơi, em cũng không làm với Sang nữa đâu. Thầy cho bạn qua nhóm khác đi thầy. Cảm ơn nha. Mẹ, đem cái này qua đây là nhìn cái web của Sang hơn liền phải không? Rồi. Ê, mày có thấy thằng Sang á kỳ kỳ không? Kỳ? Kỳ gì? Tao thấy cũng bình thường mà. Thủy! Thằng Thủy nè. À, cái này là quà ra mắt của tôi với nhóm và đặc biệt là Thủy á. Vậy sao lại tặng cho mỗi mình tôi? Chỉ có người đẹp mới xứng đáng nhận được bó hoa này thôi. Đúng. Vậy mà mày nói là bình thường hả? Nó khen tao đẹp thì mới là bình thường đó. Ý mới là tao không đẹp à? Thủy nhận đi cho Sang vui. Còn ngại quá à? Mà Sang ở bên chỗ Tuyết đi chứ qua đây tặng hoa cho tôi chi vậy? À, Thủy đừng có hiểu lầm. Sang với Tuyết chỉ là bạn bình thường thôi. Ừ. Ai mà chả biết ông mê Tuyết. Xạo xạo nữa. Đúng rồi đó. Nhìn là tôi biết hai bạn muốn vô đây để làm cái gì rồi. Dầu suối bạn xin vô nhóm này là để giúp vào tán tôi đúng không? Ơ trời. Cái gì vậy? Cái gu của mình á là phụ nữ có cái vòng hai lúp lúp một chút xíu. Tôi cũng có mà. Không có. Với lại nếu mà Kiều có thì cũng không. Mình cũng chưa muốn tán Kiều á. Chưa muốn không à? Nói lịch sự nó sao làm sao để lịch sự nó bình tĩnh. Tại vì mày đúng nó rồi. Bình tĩnh. Thầy hiểu lầm thôi. Cái đó không quan trọng đâu. Quan trọng là cơ thể con người 72% là nước. Mà Sang thì công ty nào sống thiếu nước được. Đố Thủy nha. Nước là cái gì vậy? Tán tỉnh chứ. Có tán đâu. Nước là chất lỏng chứ là cái gì? À, mình có một cái liên quan gì ấy? Cho bức xúc á, liên quan gì đây? Ví dụ nó là chất lỏng thì liên quan gì với tán tỉnh? Mình có một cái câu trả lời khác không nhỉ? Gì mà liên quan đến tình yêu á? Ừ. À, nước Việt Nam. Yêu nước quá trời luôn. Mà ra đây nói chuyện yêu nước làm chi? Mệt quá à. Có gì nói luôn đi. Nói luôn đi. Kiều với Kiều nó khác nhau. Nước là thủy á. Mà Sang thì không thể nào sống thiếu thủy được. Đúng một cái bây giờ. Ôi, đúng một cái bây giờ. Là đấm á. Mốt nó rủ mày ăn nấm là nó kêu là cho ăn nấm. Tào lão rồi. Giọng dễ thương ghê luôn á trời. Thủy, má bà có phải là một tên trộm không?
tên trộm. Chính tên trộm đó đã lấy đi bịch đường đổ vô họng của Thủy. Giờ Thủy nói chuyện xa nghe ngọt quá trời. Tạo gì? Má Thủy đi bán muối rồi. Bán muối vậy ngon à. Cỡ này là phải đại lý muối chứ không phải giỡn đâu. Bán mà không phải bán bịch bịch mà kiểu như vậy tập hóa. Má Thủy mất rồi. Chết, chết mẹ hả? Chết. Cái gì vậy? Chắc cái gì cố không cố đi bán muối là chết không cố cái đó tao biết biết sao còn. Ủa nhưng mà coi trên camera mẹ nó còn đó mà. Chắc gì bà đó là mẹ nó đâu. Trời ơi rõ ràng vậy rồi, nguyên cái ba game nó như vậy rồi, ngồi gia đình chụp hình chung này kia thân mật mà. Cái bà kia là cái bà người làm rồi đó. Không lẽ Thủy cố tình làm cái hoàn cảnh thiệt là khổ, thiệt là đáng thương để cho tao tội nghiệp. Nó là như vậy. Trời ơi người giàu người ta thông minh thiệt. Ơ mày nghĩ coi, trời ơi nó giả nghèo được thì nó phải giả chết mẹ được chứ. Vậy thì tao phải đu cho nó mới được. Đúng rồi, đồng cảm. Đồng cảm nha. Đồng cảm. Anh chồng không biết nó muốn sao và mẹ nó chết lúc nào. Ôi buồn quá. Bỏ cái này ra đi. À Thủy nè, Sang xin lỗi nha. Ở cái lúc buồn nhất của Thủy thì Sang không bên cạnh Thủy được. Nhưng mà kể từ giờ trở về sau, Sang hứa sẽ chia sẻ mọi niềm vui và nỗi buồn với Thủy, không bao giờ rời xa Thủy. Bác, ý của Sang là... Trời ơi, ý Sang muốn là được bán muối chung với gia đình của Thủy. Bán muối cái gì nữa không cố? Sao tôi không nghĩ nó là kinh doanh hết. Tôi... À, cài cài nó. Tại bị biết trước đó đúng không? Biết trước. Biết. Ý Sang là... Ôi buồn quá. Đồng cảm đi. Ý của Sang là Sang muốn ở bên Thủy để che chở chăm sóc cho Thủy á mà. Cô á. Tôi chưa sẵn sàng. Thì không vội lắm đâu. Sang đợi Thủy cả đời còn được mà. Đừng có nghĩ là nói như vậy là tôi chịu liền đấy nha. Không có đâu á. Alo. Nhà nào gọi chưa? Dạ mẹ. Dạ dạ. Dạ chút nữa con gọi lại cho mẹ nha. Dạ. À nhỏ mẹ. Ờ ơi. Ghen ra mặt luôn mà nói chưa có sẵn sàng á. Ờ thì đừng hiểu lầm nha. Chỉ là mẹ bình thường thôi à. Với lại tối mai thì rảnh không? Đi chơi với Sang nha. Không có mẹ đi theo đâu, cho nên không sao. Chị không có ý đó. Yên tâm đi, không có ai ngăn cản được cái tình cảm của Sang dành cho Thủy đâu. Kể cả mẹ bình thường. Chính xác. Xin lỗi Sang, chuyện này đột ngột quá à. Thế không biết là tối nay mặc cái gì đi chơi nữa. Mai mà. Tối mai á. Ủa tối mai. Tới đến rồi đó. À, nếu mà Thủy thích thì tối nay cũng được. Về tắm rửa cái rồi đi cho sạch sẽ. Không học luôn hả ta? Khỏi học luôn. Khỏi học đi. Luôn hả? Tối nay Kiều cũng rảnh á. À, Kiều ơi, Kiều thông cảm cho Giàu nha. Tại vì Giàu, cái lịch của Giàu hơi bị bận á. Chắc là có thể là từ giờ đến lúc liệm luôn á. Gu bạn trai của Thủy là gì vậy? Tôi làm gì có gu. Chỉ cần tôi thích là thích thôi à. Mà lỡ như người đó nghèo rồi gia đình không có điều kiện thì sao? Thì thôi, giàu chắc gì đã hạnh phúc đúng không? Đối với tôi á, tôi chỉ cần cái người đó thích tôi thiệt lòng nè, có chí cầu tiến với lại tốt bụng là được. À bà già, đi chỗ khác đi, không ai dắt bà qua đường đâu. Giờ còn làm gì có người tốt bụng mà dắt bà qua đường nữa. Trời ơi, cậu ơi, sao mà cậu ác quá vậy? À, dạ, để con dắt cô qua đường nha. Trời ơi, lại tại sao trên đời này lại có người tử tế mà lại tốt bụng như cậu vậy? Không, không thể nào. Why? Please tell me why. Tại sao trên thế gian này còn có người tốt bụng như vậy? Lố quá. Lố hả? Ờ, tuy dàn cảnh nhưng mà dắt bả đàng hoàng nha. Mẹ tao đắt. Biết mẹ mày mà không tin. À, dạ đi. Dạ chìa. Không sao, không sao.
sao Thủy thấy Sang tốt bụng không? Người tốt là phải tự nhận mình tốt vậy á hả? Tại vì không biết cách ăn nói với lại bị gung á, gung trước người mà mình thích giống vậy nè. Hôm nay sao về trễ được không? Trời ơi, mới đi chơi ngày đầu mà sao Thủy vội vàng vậy? Vội vàng gì ấy? Thì rủ người ta đi quỷ, rủ người ta đi khách sạn. Bị điên là đầu óc ông cái gì ký đầu không bây giờ? Ủa chứ không phải hả? Phải cái gì mà phải, đi khùng hả? Chứ đi khuya là đi đâu? Hiểu lầm rồi. Ôi Hiền, con mưa trái cây qua cho hai cô nè. Trời ơi, cái con bé này á, tới thăm hai cô là được rồi. Lần nào tới cũng mua cái này cái kia không mà. Hai cô cảm ơn nha. Có gì đâu cô. Mà nha, con để cái kiểu tóc này á, y chang như bả luôn á. Mà Thủy nè, bạn trai con đó hả? Bạn bình thường thôi hả? Bạn bình thường mà đi chơi riêng tới giờ này luôn. Ủa Thủy, hai cô này là sao với Thủy vậy? Hồi xưa mẹ tôi cũng từng... Anh tới rồi nè, cưng xuống hay cưng? Ok anh đợi nha. Anh gì ơi, cái chai nước còn chưa quăng trúng thùng rác kìa. Bà cô ơi, không làm gì vậy? Lấy chai nước bỏ vô thùng đồ cái. Phải làm biến như trâu. Anh lịch sự gì được chưa biết không? Nói kỳ vậy? Mày nín. Lịch sự đúng không? Anh rất lịch sự. Sao có muốn làm gì thú vị không? Làm gì? Sáng sủa mà sánh mất dậy mất đấy. Chết. Con quỷ cái, mày điên hả mày? Con quỷ cái mày điên hả? Ma mày. Quý cha
Ủa? Mày hứa với tao là con quỷ cái mà vô đây nước nào? Ủa ai quên luôn? Đúng chìa khóa vô đầu anh. Xuống làm sao đâu em? Rồi. Anh ơi, nhìn anh sáng sủa mà xanh. Mất dậy, mất dậy. Ôi sao ai, mày đi không mày?